sọt rải âm đàn bằng ngón tay hay còn gọi là finger. Tiết tấu như sau: 3 2 3 1 3 2 3 1 3 2 3 1 3 2 3 1 3 2 3 1 3 2 3 1 3 2 3 1. Bùm ở đây có nghĩa là chúng ta sẽ đàn nốt bass, hợp âm nào chúng ta sẽ bấm nốt đó. Và 3 2 3 1 nghĩa là chúng ta sẽ đàn G3 G2 G1. Tất cả những nốt bass chúng ta sẽ sử dụng ngón cái. Còn lại 3 dây, dây 3, dây 2, dây 1 chúng ta sẽ sử dụng ngón trỏ, ngón giữa và ngón nhẫn. Cách thực hiện như sau: hợp âm son trưởng, bass nó sòn, dây số 6. 3, 3, 2, 3, 1, 3, 2, 3, 3, 3, 2, 3, 1, 3, 2, 3, 3, 3, 2, 3, 1, 3, 2, 3, 3. 1. Đàn bằng ngón tay như sau: hợp âm son trưởng, hợp âm mi thứ, hợp âm la thứ, hợp âm rê trưởng, hợp âm đô trưởng. Số 1 đặt bằng ngón tay hay còn gọi là finger. Đến đây là hết. Thân ái chào các bạn.